Rồi, xin chào cả nhà nha, xin chào các khách hàng của Thẩm mỹ viện Thảo Vi ha. Các bạn đang theo dõi livestream mình đang phát trực tiếp luôn nha cả nhà nha. Một quá trình làm chân mày phong thủy của một khách hàng tại nhà Thảo Vi đây, và cũng sắp sửa hoàn thành rồi thì mình sẽ quay cho cả nhà xem luôn nhé. Rồi, đây cả nhà xem cái chân mày của chị khách hàng này trước khi làm nè. Thứ nhất là về cái dáng của chị á, thì bị lỗi trong cái việc là cái đuôi chân mày của chị khách hàng này là quá sụ và quá gần với lại đuôi mắt luôn, thì nó sẽ bị phạm vào cái cung huynh đệ cũng như là cung huyệt tiền tài cả nhà, cho nên là nó sẽ ảnh hưởng về phong thủy rất là nhiều. Thì sau khi được người nhà bạn bè giới thiệu tới Thảo Vi thì chị đã quyết định thay đổi cái tướng nhờ qua cái lông mày luôn. Thì đây, các chuyên gia nhà Thảo Vi đã thay đổi cho chị chỉ trong vòng một nốt nhạc luôn nha. Xong cho em. Rồi đây, thì cả nhà nhìn xem nhé. Dáng chân mày của chị này thì đã được điều chỉnh dựa trên tỷ lệ gương mặt của chị khách hàng luôn, cho nên là rất là đẹp và rất là phù hợp với gương mặt của chị, làm sáng cả cái con mắt luôn. Chị giúp em nhìn lên tí xíu nha. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Quá đẹp đúng không cả nhà ơi? Gọi là mình thay đổi tướng và thay đổi cả cái con mắt của chị khách hàng luôn, qua chỉ cần qua cái lông mày thôi. Mình đã nhìn thấy cái sự thay đổi rất là tuyệt vời. Để vào trước nè, như hai người khác nhau vậy đó cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy cái lông mày nó quyết định rất là quan trọng trong ngũ quan, cũng như là ngoài cái việc là thay đổi về thần sắc thì về cái đời sống và phong thủy của mình đó thì nó cũng sẽ tốt lên rất là nhiều. Chị ơi, chị có cho chị xem cái lông mày của chị thử xem cái kết quả sau khi mình làm xong nhé. Đó chị đã... Rồi, đây chị xem nhá. Sao chị thấy hài lòng không? Thấy thích không chị? Thấy thay đổi nhiều không? Dạ. Nói chung là giờ bữa nay bạn bè giới thiệu tới là đã rất là hài lòng rồi đúng chị ha? Đó, thì mình quay cho nhà xem cận cảnh luôn. Sát luôn nha. Đây là công nghệ ombre chân mày phong thủy, mình nhập khẩu về từ châu Âu nha. Sử dụng mực chất lượng cao luôn, cho nên là cả nhà mình có thể hoàn toàn yên tâm là bao đẹp và không chỗ xanh chỗ đỏ theo thời gian nha cả nhà. Độ bền màu thì nó cũng khoảng tầm độ 3 đến 5 năm đó cả nhà ơi. Cho nên mình làm một lần là mình xài hoài luôn nha cả nhà. Và đặc biệt là cái dáng á, mình phát thảo theo tỷ lệ của gương mặt, cho nên á, thì nó rất là phù hợp luôn. Theo thời gian nó cũng không có bị gọi là bị quê á cả nhà. Cái dáng nó luôn luôn là thời thượng nha. Đó, và nhà Thảo Vi thì đã rất là nổi tiếng về chân mày phong thủy rồi, cho nên cả nhà có thể hoàn toàn yên tâm đặt niềm tin vào hệ thống bên mình nha. Với hơn 20 năm kinh nghiệm thì chắc chắn là sẽ tạo ra cho cả nhà những cái tác phẩm chân mày thật sự là đẹp và phù hợp với gương mặt nhé. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi livestream của nhà Thảo Vi nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những buổi livestream tiếp theo ạ. Xin chào.